Nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt hơn 30 km, xã Trạm Hành hiện có trên 1.200 hộ dân với gần 4.000 nhân khẩu. Trong năm 2015, Trạm Hành được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới. Để có được kết quả như ngày hôm nay, ngoài sự quan tâm của các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương, thì cũng phải kể đến sự góp sức của các cá nhân trong việc vận động người dân tham gia vào các chương trình, mà trong đó là chương trình xây dựng đường liên thôn, liên xóm, sạch đẹp, thân thiện cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa. Ông Nguyễn Văn Châu là một trong những gương điển hình đi đầu trong việc vận động người dân làm đường nông thôn nhằm góp thêm diện mạo mới cho xã Trạm Hành. Đi trên những con đường chắc chắn sạch đẹp này, người dân thôn Trạm Hành 2, xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt cảm thấy phấn khởi. Bởi trước đây vài năm, nơi này chỉ là con đường mòn do dân tự tạo khó đi, cảnh lầy lội trơn trượt luôn diễn ra những khi mưa bão. Việc vận chuyển hàng hóa sẽ đến đường lộ là điều hết sức khó khăn. Thấu hiểu và trăn trở với sự vất vả của người dân, giữ vai trò là trưởng thôn từ năm 1999, ông Nguyễn Văn Châu đã đến tận nơi gõ cửa tận nhà để vận động người dân đóng góp tiền của, làm nên con đường chắc chắn hơn. Cho đến năm 2011, khi có chủ trương về xây dựng nông thôn mới, nhà nước đầu tư điện đường trường trạm, các con đường liên thôn theo đó cũng được quan tâm thực hiện. Nhà nước chịu 70%, người dân đóng góp 30%. Thế là ông Châu lại vận động bà con đóng góp để làm nên ba con đường liên thôn bê tông kiên cố với chiều dài gần 1.400 m. Không chỉ liên thôn mà giờ đây khi đến với thôn 2 xã Trạm Hành, các con đường liên xóm cũng được nối dài. Trong tháng 8 tới đây, thêm một con đường bê tông nữa sẽ được thực hiện với chiều dài 670 m. Điều này khiến người dân quanh khu vực vui mừng khôn xiết. Hồi đó là nó cái con đường đất. Cái con đường đất ở đây mỗi lần mà bà con người ta đi là ví dụ như bây giờ có bao cà phê hay là bà hồng, người ta phải làm cái sợi dây xích. Sợi dây xích quấn vô cái bánh xèo đa rồi chở lên từ từ. Nhưng mà được cái con đường như ngày hôm nay rồi thì ở trong vườn ra là coi như một phát là lên xe máy là đi cái vèo. Ví hôm mấy hôm mà chở 50 kg giờ cho quốc tà rưỡi lên vô tư, nó cũng được, rất là phấn khởi. Mà phải nói là đây cũng nhờ cái sự giúp đỡ của anh Tư Châu. Anh Tư Châu là trưởng thôn của ở đây, anh vận động bà con rồi kẻ ở xa người ở gần. Chúng tôi thấy là có những cái con đường như thế này thì nhân dân chúng tôi coi như là phát triển được cái kinh tế xã hội, và càng ngày coi như là bà con coi như là làm ăn coi như khấm khá nhiều hơn. Còn đặc biệt là với coi như trưởng thôn Châu đó, thì chúng tôi là thấy là anh Châu làm việc coi như với cái hệ thống chính trị ở đây rất là coi như là ổn định, và có những cái gì mà coi như thắc mắc ở trong thôn thì đều giải quyết thỏa đáng. Xã Trạm Hành có 5 thôn thì thôn Trạm Hành 2 xem như là cửa ngõ vào trung tâm thành phố Đà Lạt. Do đó việc đầu tư nâng cấp các hạng mục công trình tạo nên bộ mặt mới cũng là điều hết sức cần thiết. Mà để có được những con đường chắc chắn sạch đẹp, trong đó có sự góp sức của ông trưởng thôn Châu là rất lớn. Đời sống của nhân dân càng ngày càng phát triển, đặc biệt là cơ sở kết cấu hạ tầng của xã cũng được phát triển theo. Thì trong đó là cá nhân của ông Nguyễn Văn Châu là trưởng thôn Trạm Hành 2, một trong những người có uy tín, có năng lực, có nhiệt huyết trong công tác xây dựng nông thôn mới. Qua đó thì ông là một cá nhân điển hình tiên tiến để cho các cá nhân khác và các thôn khác học tập và làm theo. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông ở Vĩnh Long, đến Lâm Đồng và chọn xã Trạm Hành làm nơi định cư để lập nghiệp từ năm 1967. Đến năm 1999, ông được người dân trong thôn xóm tín nhiệm bầu làm trưởng thôn Trạm Hành 2. Với cái tên thân mật là ông Tư, bước vào tuổi 70, nhưng ông Tư Châu vẫn còn minh mẫn, nhanh nhẹn và luôn đi đầu trong các chương trình vận động. 18 năm đảm nhận vai trò là trưởng thôn Trạm Hành 2, thành phố Đà Lạt, ông Nguyễn Văn Châu luôn quan tâm đến việc bê tông hóa đường nông thôn gắn với tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp. Những hộ gia đình nào có hoàn cảnh khó khăn, ông sẵn sàng bỏ tiền túi ra ứng trước cho kịp tiến độ thi công, và khi nào họ có tiền thì gửi lại sau. Những bà con mà người ta thông, người ta hiểu biết thì người ta rất đồng tình. Từ những cái đồng tình đó, người ta cùng đi vận động với mình, với những hộ khác. Từ ngày mà làm được một con đường liên thôn, liên tổ 3-4 năm đến nay, thì sau này là vận động những con đường khác rất là dễ. Làm được cái này, bản thân gia đình mình phải là gương mẫu, đi đầu mọi công việc. Khi đóng góp mình cũng vậy.
mình cũng tình nguyện là đóng góp nhiều hơn bà con. Thì từ đó bà con người ta thấy như vậy người ta mới hưởng ứng theo. Không chỉ là trưởng thôn làm tốt công tác vận động nhân dân, ông Tư Châu còn được biết đến là người làm kinh tế giỏi, nuôi dạy con tốt. Dù có tới 7 người con nhưng tất cả đều thành đạt, có nghề nghiệp ổn định. Hiện tại gia đình ông Tư Châu có 5 hectare trồng cà phê và hồng ăn trái, tổng thu nhập hàng năm lên đến hàng trăm triệu đồng. Với những việc làm ý nghĩa mà ông Châu đã thực hiện, năm 2016 ông được Ban chỉ đạo Tây Nguyên tặng bằng khen vì đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng thôn, buôn, tổ dân phố vững mạnh. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen đạt thành tích thi đua yêu nước của thành phố Đà Lạt và còn rất nhiều giấy khen khác do địa phương tặng để ghi nhận những việc làm mà ông Tư Châu đã thực hiện. Được đi trên những con đường mới bê tông hóa như thế này thì chúng tôi mới cảm nhận được rằng chính cái công sức của ông Tư Nguyễn Văn Châu đã thực hiện trong suốt ngần ấy năm. Những con đường liên thôn mới này được hình thành cũng đã góp phần thay đổi diện mạo của xã Trạm Hành là một xã mới được thành lập. Và đây cũng là một trong những yếu tố để giúp cho người dân từ đó phát triển kinh tế, nâng cao mức sống hộ gia đình, nhằm góp phần đưa xã Trạm Hành ngày một phát triển và bền vững hơn.